chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Honda Việt Nam đã giới thiệu phiên bản cổ điển của hai mẫu xe Honda Way Alpha và Honda Vision với số lượng sản xuất giới hạn. Các phiên bản này được thiết kế theo phong cách retro, phong cách nổi tiếng từng gây sốt ở châu Âu những năm 80. Thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. Honda Way Alpha từng được mệnh danh là ông hoàng xe số tại Việt Nam, với thiết kế nhỏ gọn, vận hành bền bỉ với hiệu suất vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng mức giá hợp lý. Honda Way Alpha phiên bản cổ điển gây ấn tượng với hai màu sắc đầy cá tính và sáng tạo là vàng trắng và xám trắng. Bộ tem mới được phối màu theo xu hướng tối giản và tinh tế, với những đường cong mềm mại kết hợp hài hòa cùng logo cách điệu Way Alpha, giúp chiếc xe thêm phần hoài cổ mà vẫn mang vẻ hiện đại. Xe vẫn duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với vóc dáng của người Việt, từ đó đem lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Honda Way Alpha phiên bản cổ điển được trang bị động cơ 109.2cc với công suất tối đa là 8.2 mã lực tại 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 8.44 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Dung tích bình xăng là 3.7 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố là 1.72 lít xăng trên 100 km. Cùng với đó là các tiện ích như đèn hiển thị trên mặt đồng hồ, hệ thống đèn chiếu sáng, ổ khóa đa năng 3-trong-1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ, với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng. Trong khi đó, phiên bản cổ điển của mẫu xe tay ga quốc dân Honda Vision có hai màu sắc tùy chọn là vàng đen bạc và màu xanh đen bạc. Honda Vision phiên bản cổ điển tiếp tục kế thừa đường nét sắc sảo thanh thoát cùng thân xe nhỏ gọn, tạo nên một chiếc xe đặc biệt phù hợp với vóc dáng của người Việt. Tô điểm thêm cho thiết kế retro nổi bật là mặt đồng hồ mang phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình LCD, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số. Hệ thống đèn pha phía trước nổi bật cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Cụm đèn sau và xi nhan được thiết kế tinh xảo, bố trí liền khối. Không chỉ sở hữu diện mạo ấn tượng, dòng xe Vision còn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hàng đầu phân khúc. Nhờ động cơ thông minh ESP được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử BGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Công nghệ hiện đại giảm thiểu ma sát và cải thiện khả năng đốt cháy, giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như hiệu quả nhiên liệu của chiếc xe. Bên cạnh đó, khung dập hàng laser thông minh thế hệ mới do Honda phát triển mang đến một mẫu xe Vision mới có trọng lượng nhẹ nhưng cứng cáp và có độ bền bỉ cao, mang lại trải nghiệm thoải mái và nâng cao an toàn cho người sử dụng. Honda Vision phiên bản cổ điển được trang bị động cơ 109.5cc với công suất tối đa là 8.8 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9.29 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Dung tích bình xăng là 4.9 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố là 1.85 lít xăng trên 100 km. Cùng với đó là các tiện ích như hệ thống khóa thông minh Smart Key có tính năng xác định vị trí xe và mở khóa thông minh từ xa, cốp đựng đồ với dung tích lớn, học chứa đồ phía trước có nắp đậy cùng cổng sạc USB, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Phiên bản cổ điển của hai mẫu xe trên sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 12 tây tháng 10 năm 2023 thông qua hệ thống cửa hàng HET do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Giá bán lẻ đề xuất cho Honda Way Alpha phiên bản cổ điển màu vàng trắng và xám trắng là 18.939.273 đồng. Honda Vision phiên bản cổ điển màu vàng đen bạc và màu xanh đen bạc có giá bán là 36.612.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.